Không, nó tụ học rồi. Gắn thôi. Với lại mạnh thường quân ủng hộ thôi. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chúng ta lại gặp nhau, mình là Bảo Ren và mình mới thức dậy buổi sáng. Hiện tại là mới chỉ có 7 giờ hơn thôi. Thì hôm nay công ty của mình có đi phát từ thiện. Và mình sẽ hôm qua đi rồi, nhưng mà mình bận ở nhà edit 2 video. Nên thành ra là hôm nay mình sẽ tham gia với team đi phát từ thiện. Hiện tại bây giờ tất cả mọi người là đang chuẩn bị, còn tôi ở đây tôi đang nói chuyện với các bạn một mình như một thằng tự kỷ nè. Thì tất nhiên là mình sẽ không mặc cái áo này rồi, tại vì áo này nó rất là chất, nhưng mà mình sẽ mặc áo team. Ok, ở đây đây là cái áo team của công ty tôi đó, đẹp các bạn đó, màu trắng xanh nè. Màu xanh này là màu xanh hy vọng, mình cũng rất là thích màu xanh dương. Ok đó, ok bây giờ mình sẽ đi thay cái áo này. Ok, yeah, chúng ta đã có một cái áo rất là mới, 360 hot. Hey, vài bạn đang chuẩn bị. Tao đây đây nè. Kha. Giờ chúng ta sẽ khởi hành thôi nào. Yeah. Giờ như chúng ta thấy đây là một trong những cái hoàn cảnh tuy rằng nhìn nhà cửa thì rất là bề thế, rất là khang trang, nhưng thực ra thì đây là một cái ngôi nhà do ông bà để lại cho cô. Thì hôm nay tụi con cũng có một phần quà, dạ muốn gửi gắm đến cô. Thì mặc dù là nó không có to lớn gì lắm, dạ không có gì mà nói tổng thể lắm đâu, không có giảm đâu thôi. Cũng biết là team của tụi mình đang ở địa điểm của gia đình này. Gia đình này cực kỳ khó khăn luôn các bạn ơi. Là gia đình này có 5 người mà ông bà già trên 80 tuổi rồi. Nói chung là cũng không có sức khỏe gì nhiều. Mà trong khi đó có hai người con thì đều bị thần kinh hết. Như các bạn vừa rồi các bạn thấy hồi nãy á, là chỉ ngồi vậy thôi, ngồi cười vậy thôi, chứ người ta cũng không có được thông thả cho lắm. Thì gia đình chỉ có bán bánh mì sống qua ngày thôi các bạn ạ. Đây là cái quầy bánh mì nè. Đó. Không, nó tụ học rồi, cũng ở chung với mẹ nó. Nhưng mà nó còn nhỏ, nó chưa đi làm gì. Nó chưa có làm ăn gì được hết. Nên là mẹ nó phải nuôi nó, mua bán đồ chai. Ok, hiện tại thì team 360 Hot của tụi mình đang ở địa điểm của một cụ bà cũng 87 tuổi.
thì là con cháu thì là ở dưới quê hết rồi. Con cháu dưới quê hết nên thành ra là chỉ có một mình bà sống trên đây, là mượn đất của người ta. Đó, chỉ sống qua ngày qua tháng vậy thôi. Thì đây là căn nhà của bà. Đó, các bạn thấy nè. Đó, ở trên vùng núi. Thì nơi hiu quạnh này là chỉ có đúng một căn nhà của bà dựng ở dưới đây thôi. Điện nước thì cũng rất là tốn kém. Thì trong nhà bà hiện tại là mọi người đang nói chuyện với bà ở trong nhà. Cầu đó có 400 giờ 800 ớt là team với bà nào học sinh sinh viên thôi nhưng quà nó không có nhiều. Sau một ngày mệt nhọc, chúng ta vừa đi từ thiện về xong. Mình nói thiệt với các bạn là những khu vực mà mấy người khó khăn đó là người ta đều thường ở trên rừng, trên núi, mà người già yếu đuối, đường đi rất là khó khăn. Thì hôm nay mình đi thì mình mới cảm nhận được là xung quanh mình còn rất là nhiều người, người ta rất là khó khăn. Mình thì không có giúp được gì nhiều, nên mình chỉ được cổ ích lòng nhiều thôi. Thì giống như là các bạn vừa xem xong đó. Ok, và mình mệt quá, bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi. Ok, đến đây là kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ cho Bảo Ren. Ok, bye bye các bạn.